Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh của đường phố Nha Trang về một buổi chiều. Dạ, giờ này thì cũng tầm là khoảng 5 giờ chiều rồi quý vị. Cũng đường phố cũng chuẩn bị lên điện rồi, điện đường rồi. Dạ, trước màn hình của chú chị bạn đó là những hình ảnh của con đường Trần Phú, là lộ Duy Tân khi xưa. Dạ, đoạn này thì nó gần của tòa nhà Havana Club và gần cái dự án Bellary Way cao 40 tầng, hai tòa tháp đôi trên đường Trần Phú cũng đang làm. Và đối diện với Havana đó là cái quán cà phê bốn mùa. Giờ này quán cà phê cũng bật đèn điện rất là đẹp. Thì vào buổi chiều hôm nay thì trời cũng mưa, đang có mưa sương sương quý vị. Cho nên là đôi lúc em sẽ lau camera, cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Bên mé tay trái của chú anh chị các bạn là tòa nhà Havana này. Đối diện với nó là Havana Club. Giờ này cũng có nhiều người dân đi tắm biển và tập thể dục dọc của công viên bờ biển này quý vị. Buổi chiều mà đi dạo dọc công viên này thì rất là tuyệt vời, ra ngắm biển rất là mát. Có một xe dựng ở bên vỉa hè nè. Thì con đường Trần Phú này, nếu cô chú anh chị các bạn đi thẳng sẽ xuống cầu Trần Phú, cũng như là qua bên kia cầu Trần Phú sẽ là con đường Phạm Văn Đồng. Dạ, ngay vị trí góc ngã ba này là cô chú anh chị các bạn rẽ trái sẽ đi vào con đường Nguyễn Chánh. Nguyễn Chánh khi xưa nó là đường Nguyễn Tri Phương á. Dạ, thì sẽ có thể ra khu vực vòng xoay ngã bảy. Cái góc của Nguyễn Chánh và đường Trần Phú ngày nay thì có một cái khách sạn cũng rất là nổi tiếng, đó là khách sạn Sheraton. Dạ, đẳng cấp 5 sao, view công viên bờ biển và view biển đường Trần Phú. Đây thì các cái cây dừa có vẻ như nhánh hơi nhiều, cho nên là bên đội cây xanh họ đang cắt tỉa cũng như là rọc bớt những cái nhánh dừa để mình bỏ trên dọc hành lang vỉa hè của đường Trần Phú rất nhiều. Và góc đây là ngã ba đường Lý Tự Trọng giao với đường Trần Phú vậy. Cô chú chị các bạn rẽ trái cũng sẽ đi vào con đường Lý Tự Trọng. Đây, vị trí này nó có cái Nha Trang Center, trung tâm thương mại cũng như là khách sạn Diamond Bay. Thì con đường Lý Tự Trọng ngày nay khi xưa nó là con đường Bá Đa Lộc. Cô chú chị bạn đi thẳng thì sẽ lên giao với vòng xoay ngã 6. Vì vậy là đường Nguyễn Chánh đi thẳng thì lên giao vòng xoay ngã 7. Còn đường Lý Tự Trọng thì đi thẳng lên giao với vòng xoay ngã 6. Dạ, và trước màn hình của chú Việt bạn đèn xanh đèn đỏ giao nhau ngã ba giữa đường Dê Sinh và con đường Trần Phú. Để trái thì cô chú anh chị các bạn đi trên con đường Dê Sinh. Thì nếu đi trên đường Dê Sinh thì sẽ ra giao với vòng xoay Mão Vòng. Và bây giờ em ghé qua khu vực biển ngắm xíu thôi quý vị. Cảnh biển rất là yên tĩnh, thoáng mát. Cái vị trí này sóng nó đánh vô nên các cái vực cái bờ cát nó có vẻ như không được bằng phẳng cho lắm.
Thời tiết Nha Trang này bắt đầu lạnh rồi, hơi lạnh lạnh rồi mấy bạn, cũng ít người tắm, chủ yếu là tập thể dục vào biển thôi. Và hướng này nếu cô chú anh chị các bạn mà rẽ phải á thì sẽ lưu thông tiếp trên con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa, và đi thẳng một đoạn nữa thì xuống một đoạn nữa thì cô chú Việt bạn sẽ đi qua công viên Yến Phi nè, rồi tới cầu Trần Phú. Ngay cầu Trần Phú thì có tòa nhà Mường Thanh Luxury ngày nay cũng rất là cao, và bên cạnh chân cầu Trần Phú thì cũng có cái công viên rất là đẹp và thoáng mát sát biển luôn, đó là công viên Alexander Yashin. Ngay góc này cũng có quán cà phê Hội Ngộ cạnh mé bên kia này mấy vị. Quán cà phê này nằm ngay góc của đường Yashin và đường Trần Phú, vị trí cũng rất là đẹp. Còn mé bên đây thì cái club Yasaka Club. Thì các cái club ở Nha Trang thì chưa có được mở cửa trở lại đâu mấy vị, vẫn còn đóng cửa. Và bây giờ em mời cô chú anh chị các bạn đi qua con đường Yashin nha. Ở ngay góc này là bên trái là Yasaka Club, bên phải là quán cà phê Hội Ngộ. Và dọc đây là bên trái là các cái nhà hàng của Yasaka. Bên phải là công ty đường sắt Phú Khánh, kéo dài từ vị trí này ra tới chỗ con đường Hoàng Hà Thám luôn quý vị, ở con đường Trần Hưng Đạo chứ. Ngay góc vừa rồi là giao giữa đường Pasteur và đường Yashin, và bên mé bên kia thì là Trần Hưng Đạo. Ngay vị trí này có cái Ocean Gate lâu nay rồi, ngay góc đường Yashin và Hoàng Hoa Thám quý vị. Cái tòa nhà này cũng cao 40 tầng á, nhưng mà hình như từ khi xây cái ảnh hưởng dịch dừng tới nay luôn, nó cũng gần cũng chuẩn bị đi vào khâu hoàn thiện rồi. Trời cũng vẫn còn mưa rắc 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 nhỏ hạt. Giờ đoạn đây là bệnh viện đa khoa của tỉnh Khánh Hòa quý vị. Bên phía tay phải, bên tay trái của cô chú chị bạn đó là bệnh viện đa khoa tỉnh. Và bên mé tay phải đây là ngay vị trí này đi vô của sông Hoạt Động 19/8 này của Nha Trang. Và hướng này em đang lưu thông là đi trên đường Yashin. Nếu cô chú chị các bạn đi hết thì sẽ lên giao với vòng xoay Mã Vòng. Như vậy là đi hết đường Nguyễn Chánh thì lên giao với vòng xoay ngã 7, hết đường Lý Tự Trọng thì lên giao vòng xoay ngã 6, hết đường Yashin thì lên giao với vòng xoay Mã Vòng, đều lên gặp phụng huynh hết quý vị. Dạ. Và trước hình của chú anh chị các bạn đó là con đường Yashin giao với đường Quang Trung. Vị trí này nếu có chú anh chị các bạn mà rẽ trái á, thì sẽ đi vào đường Quang Trung.
hướng đi xuống lại vòng xoay ngã 7. Còn rẽ phải thì sẽ đi lên hướng Bùng Binh Thông Tin, đi lên giao với đường 2 tháng 4, đường lên nối dài lại đường 2 tháng 4 và giao với đường Trần Việt Cát. Thì cô chú anh chị muốn đi ra cầu Hà Ra, cầu Sông Bóng thì có thể rẽ phải ở vị trí này, rẽ phải đi trên đường Quang Trung. Rồi máy từ xa bên kia thì cũng có các cái tiệm thuốc tây cũng khá là lớn. À, chỗ này nó nằm gần bệnh viện á, nên là nhiều tiệm thuốc tây lớn lắm quý vị. Đây là gần điện lực của Khánh Hòa. Ở trước hình của chú chị bạn có một cái tòa nhà trắng trắng rất là đẹp đó. Đó là tòa khách sạn Florida, nằm ngay góc của đường Dê Sinh và đường Lý Thánh Tôn. Thì vị trí đấy lúc trước là của cô chú năm 75 rồi, là rạp hát Tân Quang, và sau đó là rạp Maximat, và bây giờ nó thành tòa nhà Florida đó rồi. Ở hướng này nếu cô chú chị bạn rẽ phải thì sẽ đi vào con đường Lý Thánh Tôn, đi một đoạn sẽ hết đường Lý Thánh Tôn, nối dài sẽ là đường Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh là đường một chiều, đi thẳng Phan Chu Trinh thì có thể ra khu vực của công viên Yến Phi. Còn bây giờ em mời cô chú anh chị bạn đi tiếp trên con đường Quang Trung. Hồi nãy em bên gia xin em rẽ phải qua Quang Trung này. Thì hướng này nếu cô chú anh chị bạn đi thẳng hết luôn á, thì sẽ ra ngay chỗ Bùng Binh Thông Tin, ngay tượng đài 9 tháng 2 tháng 4 vậy. Và đi thẳng qua bên kia luôn thì sẽ nối dài là đường 2 tháng 4, hướng ra cầu Hà Ra và cầu Sông Bóng. Còn nếu tới vị trí của đường Dân Sinh, đường Quang Trung thì ngay Bùng Binh Thông Tin thì sẽ là giao với đường Thống Nhất. Giao đường Thống Nhất nếu cô chú chịu bạn rẽ phải thì sẽ đi xuống lại Chợ Đầm. Còn rẽ trái thì cũng đi lên lại Hoàng Mã Vong. Và vị trí này là giao giữa đường Quang Trung và đường Hòn Văn Thụ. Bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ vòng vào bên con đường Hòn Văn Thụ nha. Thì con đường Hòn Văn Thụ này cũng vừa mới được lát vỉa hè rồi xong, nhìn cũng rất là đẹp, rất là mới, rất là gọn gàng luôn. Dạ cái thưa quý vị các bạn, trước hình của chú Việt bạn đó là con đường Hòn Văn Thụ, khi xưa nó là đường Hòn Tư Cảnh. Vừa rồi thì mình vừa đi ngang qua con đường XQ, đường XQ khi xưa nó là đường Công Quán. Ở đoạn này cũng có các tiệm buôn bán kinh doanh. Đường Hòn Văn Thụ này buôn bán kinh doanh cũng rất là nhiều. Ở vị trí này có quán đèn lồng đỏ nè, nhà hàng đèn lồng đỏ. Dạ chương hình của chú anh chị bạn đó là đúng đường Lê Thành Phương giao nhau với con đường Hồng Văn Thụ này. Đường Lê Thành Phương thì khi xưa nó là đường nhà thờ. Đi thẳng sẽ lên đi để trái thì sẽ lên vòng xoay ngã 6. Chỗ này có chỗ bán điện thoại, linh kiện, sửa chữa nó đông, đông người mua ghê. Phần này cũng có các quán ăn nè quý vị. Bánh bèo, bánh hỏi, bún thịt nướng. Nhưng cũng còn bán mang về. Ở ngay vị trí này là cái Nha Trang Cine nè. Ngày nay là thuộc của đoàn ca múa hạt, múa nhạc Hải Đăng. Chúng hình của chú chị bạn là giao giữa đường
hai chùa khi xưa, với con đường Hoàng Văn Thụ khi xưa là Hoàng Tư Cảnh. Con đường này ngày nay nó là Tô Vĩnh Diện thôi quý vị. Thì lúc trước hai bên đường này này, dọc đoạn này là các cái món ăn về gà, dọc hai bên vỉa hè ngay góc của Gia Sinh và đường Tô Vĩnh Diện rất là đông. Từ khi ảnh hưởng dịch là coi như là dẹp hết rồi, thấy nữa chứ cỡ này giờ buổi chiều giờ này là chỗ đó là nhộn nhịp lắm, các món gà, gỏi gà rồi cháo gà rồi miếng gà, bún gà, phở gà, chuyên về gà luộc quý vị, tha hồ mang. Dạ, trước màn hình của chú anh chị bạn đó là con đường Gia Sinh. Hướng này nếu đi thẳng nữa thì sẽ lên vòng xoay Mão Vòng quý vị, ra ngay đoạn của cây xăng Mão Vòng luôn á. Và góc đây là đường Bà Triệu giao nhau với Gia Sinh. Cái góc của đường Bà Triệu này xuống một đoạn nữa, để phản đoạn nữa cũng có một quán tôm gà, gà luộc và gà nướng. Đây gần đây là trường Võ Văn Ký nè. À, trước màn hình của chú anh chị các bạn đó là con đường Trần Đường giao nhau với đường Gia Sinh. À, ngay vị trí này là công viên, hai bên là công viên 23 tháng 10 ngày nay, ngày xưa đó là công viên Võ Văn Ký. Ngày nay có trường trung học cơ sở Võ Văn Ký nữa nè quý vị, nằm cũng gần gần cái đoạn của vòng xoay Mão Vòng. Ở bên tay phải của chú anh chị bạn đó là cây xăng Mão Vòng này. Cây xăng Mão Vòng này là một cây xăng lớn nhất ở thành phố Nha Trang này quý vị. Cây xăng rất là to, diện tích rất là rộng, người dân đổ xăng đông ghê lắm. Hồi giờ cao điểm nữa, giờ tăng ca rồi là đổ xăng rất là đông. Ở vị trí này là vòng xoay Mão Vòng quý vị. Ở đoạn này là hết con đường Thống Nhất rồi nè. Rồi qua mấy bên đây là thuộc con đường 23 tháng 10. Dạ. Thì ngay vị trí này có một cái ngã ba gọi là nút thắt giao thông quý vị. Cô chú anh chị bạn mà để trái vị trí này thì sẽ đi qua con đường Lê Hồng Phong, tỉnh lộ 4 khi xưa. Ngay chỗ này có cái quán xôi Sáu Khải cũng khá là lớn. Rồi hình như em thấy quán xôi Sáu Khải này cũng nổi tiếng ở Nha Trang, người dân mua cũng nhiều lắm bạn, rất là đầy đủ những cái loại xôi, nhìn lên màu sắc rồi cũng hấp dẫn lắm quý vị. Và trước màn hình của chú anh chị các bạn đó là con đường 23 tháng 10. Tại vị trí này là gần chùa Long Sơn quý vị. Bên máy tay phải của chú anh chị các bạn đó là những hình ảnh của chùa Long Sơn. Dạ, đoạn này là ngay cổng luôn, cổng chính của chùa Long Sơn này. Thì chùa Long Sơn này là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Nha Trang. Các khách du lịch mà khi đến Nha Trang là đều ghé thăm ở ngôi chùa này. Và hầu như nó là một ngôi chùa du lịch nổi tiếng. Người dân nào mà khi đi du lịch Nha Trang thì chắc cũng đều biết đến ngôi chùa này. Ở phía trên đồi Trại Thủy nó có một cái tượng Phật ngồi, người ta hay gọi là tượng Phật trắng, rất đẹp. Nằm trên đồi Trại Thủy đó, nhìn xuống là thấy, đứng trên đồi Trại Thủy là nhìn xuống là thấy hết Phương Sơn, phường Phương Sơn, chợ Phương Xài rồi, thấy khu vực vòng xoay Mão Vòng.
Cái góc này là đường Hải Đức giao nhau đang tháng 3 tháng 10 đấy. Thì con đường 23 tháng 10 này nếu có chú anh chị các bạn lưu thông hết thì nó sẽ lên ngay, nó kết thúc ngay chỗ vị trí của ngã ba Thành. Là hướng này là hướng đi lên Diên Khánh đó quý vị. Dạ. Hướng lên quốc lộ, lên cây dầu đôi ngã ba Thành. Và con đường 3 tháng 10 này nó khá là dài. Nếu mà đi từ vị trí của ngay vòng xoay Mã Vòng lên tới ngã ba Thành thì nó dài khoảng 8 cây số. Và ngay vị trí của ngã ba Thành đó thì nó sẽ kết thúc hết con đường 3 tháng 10 này. Và qua bên kia ngã ba Thành sẽ là con đường Lạc Long Quân của Diên Khánh. Và vị trí này là gần siêu thị Lotte Mart quý vị. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Dạ, em xin chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và bình an. Dạ, xin mến chào cô chú anh chị các bạn ạ.